tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 19 tháng 10 cho biết Hamas vẫn còn sống và sẽ tồn tại bất chấp sự ra đi của thủ lĩnh Yahya Sinwar trong một chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Ông Khamenei nói, sự mất mát của ông ấy chắc chắn gây đau đớn cho mặt trận kháng chiến chống lại Israel, nhưng nó sẽ không kết thúc chút nào với sự tử đạo của Sinwar. Trong một tuyên bố, ông nói rằng phong trào Hồi giáo Palestine, Hamas vẫn còn sống và sẽ vẫn còn sống. Ông Sinwar là nhân vật sáng chói của sự phản kháng và đấu tranh. Ông Khamenei nói trong nhận xét đầu tiên về Sinwar, được coi là kẻ chủ mưu của các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào Israel, châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza, kể từ khi ông bị hạ sát hôm thứ Tư trong tuần. Ông Khamenei nói thêm, ông ấy đã đứng lên với quyết tâm kiên định chống lại kẻ thù tàn ác và hung hãn, đồng thời tát chúng một cái khéo léo và can đảm. Ông đã để lại cú đòn không thể khắc phục vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 như di sản của mình trong lịch sử vùng này, rồi ông đã trỗi dậy trong vinh dự và tự hào trước sự thăng thiên của các vị tử vi đạo. Iran không công nhận Israel, kẻ thù không đội trời chung của mình, và đã coi việc ủng hộ chính nghĩa của người Palestine là một trong những trụ cột trong chính sách đối ngoại của nước này kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979. Sinwar, một nhân vật ẩn mình từ lâu, đã lên nắm quyền lãnh đạo Hamas sau vụ sát hại thủ lĩnh của tổ chức này, Ismail Haniyeh, ở thủ đô Tehran của Iran vào tháng 7. Vụ ám sát được nhiều người đổ lỗi cho Israel, quốc gia chưa bao giờ đứng ra nhận trách nhiệm những vụ tấn công kiểu này. Ngày 19 tháng 10, Hải quân Nga, Iran và Oman bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung tại khu vực biển Ấn Độ Dương. Theo truyền thông Iran, ngoài Hải quân Nga, Iran và Oman, cuộc tập trận mang tên IMEX 2024 còn có 9 quốc gia tham gia với tư cách quan sát viên. Mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm tăng cường an ninh chung tại khu vực, mở rộng hợp tác đa phương và biểu thị thiện chí cũng như khả năng bảo vệ hòa bình, tình hữu nghị và an ninh hàng hải. Các hoạt động diễn tập chính trong đợt tập trận gồm có bảo vệ an ninh giao thương hàng hải quốc tế, bảo vệ các tuyến hàng hải, tăng cường hoạt động nhân đạo và trao đổi thông tin về hoạt động cứu hộ cứu nạn. Cuộc tập trận Hải quân IMEX 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nổi bật là cuộc xung đột tại giải Gaza, cuộc chiến tại Liban và căng thẳng trên Biển Đỏ. Bên cạnh đó, Iran đang đối mặt với nguy cơ bị Israel tấn công trả đũa sau cuộc tập kích tên lửa đạn đạo dữ dội của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10 vừa qua. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, với sự thiệt mạng của ông Sinwar, những trở ngại đối với giải pháp chính trị cho vấn đề Gaza đã được loại bỏ. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại chỉ ra rằng cuộc chiến tranh của quân đội Israel ở Trung Đông vẫn chưa thể dừng lại. Sau khi quân đội Israel thông báo tin thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng pháo binh của IDF hôm thứ Tư, ông Netanyahu đã phát biểu hướng tới người dân Israel và người dân Gaza, nói rằng vụ việc tiêu diệt Sinwar ở Rafah đã đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến ở Trung Đông. Ông Netanyahu mô tả Sinwar là tên đồ tể đã sát hại hàng nghìn người Israel trong cuộc đột kích vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Bác sĩ pháp y Israel cho biết thủ lĩnh Hamas thiệt mạng vì một phát súng bắn vào đầu, mặc dù trước đó IDF nói rằng Yahya Sinwar chết khi xe tăng bắn đạn pháo vào tòa nhà nơi ông này ẩn nấp. Giám đốc Viện Pháp y Quốc gia Israel Chen Kogen, người giám sát quá trình khám nghiệm thi thể và ký giấy chứng tử cho thủ lĩnh Hamas vào ngày 18 tháng 10 cho biết Yahya Sinwar bị nhiều vết thương nghiêm trọng, bao gồm cả đạn pháo xe tăng và tên lửa, nhưng nguyên nhân thiệt mạng là do một viên đạn bắn vào đầu. Trước đó, quân đội Israel IDF cho biết ông Sinwar đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe tăng bắn đạn pháo vào tòa nhà nơi ông này ẩn nấp và không nói gì về việc các binh sĩ của họ bắn một phát súng chí mạng. Ông ấy bị thương do nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ vết thương do tên lửa ở tay phải, vật nặng rơi vào chân hoặc đùi trái và nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể, nhưng nguyên nhân tử vong là do vết đạn bắn vào đầu. Ông ta bị một viên đạn găm vào đầu và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, bác sĩ Kogan cho biết. Khi được hỏi về kết luận của bác sĩ pháp y, phát ngôn viên của IDF nói rằng đã có một cuộc đấu súng và cuộc giao tranh kết thúc bằng việc quân đội Israel bắn một quả đạn pháo vào tòa nhà. IDF hiện vẫn đang nỗ lực tìm hiểu mọi chi tiết về sự việc này. Bác sĩ Kogan cho biết ông tin tưởng vào phân tích của mình dựa trên việc khám nghiệm tử thi của Sinwar. Ông chỉ biết về lời kể của quân đội Israel sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi. Ông nói rằng, tôi đưa ra kết luận dựa trên những gì phát hiện được trên thi thể.
ông ấy hứng chịu hàng loạt thương tích như vết thương do tên lửa hoặc đạn pháo ở tay phải, gạch đá rơi trúng chân trái cùng nhiều mảnh văng găm trong ngực. Chúng đã gây thương tích nghiêm trọng, nhưng nguyên nhân của cái chết là vết thương do đạn bắn vào đầu. Khi được hỏi thời điểm tử vong của Sinh Hoa, bác sĩ Gungen cho biết có thể là vào chiều muộn ngày 16 tháng 10, hơn 24 giờ trước khi thi thể của ông được chuyển đến bệnh viện vào đêm ngày 17 tháng 10. Hamas, một lực lượng chính trị và quân sự ở dải Gaza, vẫn tồn tại hàng chục năm bất chấp các vụ ám sát vào thủ lĩnh của băng nhóm này. Rất ít thủ lĩnh Hamas ở Gaza có được danh tiếng như Yahya Sinwar. Ông vừa là thủ lĩnh nổi tiếng cứng rắn mà Israel coi như cái gai trong mắt, vừa được nhiều người Palestine tin tưởng. Họ coi ông như người bảo vệ cho chính nghĩa trong cuộc đấu tranh với Israel. Sự ra đi của ông Sinwar trong cuộc đấu súng ở miền nam Gaza ngày 16 tháng 10 được coi là tổn thất nặng nề đối với Hamas, nhưng lại là một chiến thắng cho quân đội Israel. Chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza bắt đầu cách đây hơn một năm sau khi Hamas tấn công vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Yaakov Amiro, cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel cho rằng chiến dịch của Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực quân sự của Hamas đến mức Hamas ngày nay không thể tấn công Israel. Nhưng Hamas đã trở thành một lực lượng du kích mạnh mẽ. Họ vẫn đang tiếp tục tham gia vào các trận chiến dữ dội với quân đội Israel trên đường phố bên trong dải Gaza. Nhóm này cũng vẫn đang giam giữ 101 con tin người Israel và vẫn đủ mạnh cho dù bất kỳ thủ lĩnh nào bị ám sát. Ngày 18 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không để Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu của nhà lãnh đạo Nga nhằm phản ứng lại với tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine cần có vũ khí hạt nhân hoặc tư cách thành viên NATO để đảm bảo an ninh. Ông Zelensky cho rằng nước này không chế tạo vũ khí hạt nhân và thực tế đã từ bỏ vũ khí hạt nhân vào năm 1990, nên việc gia nhập NATO là cách duy nhất cho một cuộc khủng hoảng Ukraine hiện đại. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh, đây lại là một hành động khiêu khích nữa, không khó để tạo ra vũ khí hạt nhân trong thế giới hiện đại. Tôi không biết liệu Ukraine có khả năng làm điểm đó ngay bây giờ hay không. Sẽ là không dễ dàng như vậy đối với Ukraine ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên, bất kỳ bước đi nào theo hướng đó đều sẽ phải đối mặt với phản ứng thích đáng. Giới lãnh đạo chính trị của Ukraine hiện tại đã nói về việc sở hữu vũ khí hạt nhân nhiều lần, trước cả cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng. Khi đó, tôi đã tuyên bố một cách nhẹ nhàng rằng Ukraine nên có vũ khí hạt nhân. Tôi có thể nói ngay tại đây, Nga sẽ không cho phép điều này xảy ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã cho biết nước này đang cần đảm bảo các điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine. Bình luận về khả năng đàm phán Nga-Ukraine có thể diễn ra ở Ả Rập Saudi, Tổng thống Putin tuyên bố, trước hết Ukraine phải dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán với Nga. Tổng thống Nga thừa nhận, chưa biết cuộc xung đột Nga-Ukraine kết thúc khi nào, nhưng quân đội Nga sẽ chiến đấu cho tới khi giành chiến thắng. Khó mà nói khi nào cuộc xung đột Ukraine kết thúc, Moscow sẵn sàng tiếp tục các cuộc giao tranh vũ trang nhưng cũng cởi mở các cuộc đàm phán, Tổng thống Putin cho biết. Cố gắng đưa ra các dự đoán về thời điểm chính xác xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kết thúc là một nỗ lực khó khăn và nhìn chung là phản tác dụng, Tổng thống Putin cho biết vào ngày 18 tháng 11. Ông từ chối đưa ra bất kỳ dự đoán nào về thời điểm kết thúc cuộc giao tranh và đồng thời cảnh báo những người khác không nên đưa ra những dự đoán tương tự. Cố gắng xác định một mốc thời gian là một điều khó khăn và nói chung là phản tác dụng, ông Putin nói khi trả lời câu hỏi về thời điểm Nga dự kiến sẽ giành chiến thắng. Đồng thời, Tổng thống Putin lưu ý rằng Moscow hoàn toàn hiểu được tác động của các cuộc giao tranh kéo dài đối với các vấn đề toàn cầu. Nga hiểu rằng xung đột ở Ukraine là chất gây khó chịu trong các vấn đề toàn cầu và cố gắng đạt được hòa bình càng sớm càng tốt. Ông nói, đồng thời nhắc lại rằng Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nói thêm rằng các đối thủ của Nga phải thể hiện được thiện chí và sẵn sàng đàm phán. Tháng trước, ông Putin đã công bố một loạt các thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của Nga, mở rộng các tiêu chí sử dụng vũ khí, răn đe chiến lược. Động thái này diễn ra khi Kiev yêu cầu các nước NATO dỡ bỏ các lệnh hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa do nước ngoài cung cấp để tấn công sâu vào sau bên trong lãnh thổ Nga. Học thuyết sửa đổi cũng đã mở rộng ô hạt nhân của Nga sang Belarus. Nhóm chiến binh Hezbollah của Liban tuyên bố họ đang chuyển sang một giai đoạn mới và leo thang trong cuộc xung đột chống lại Israel sau vụ giết chết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Iran và Hezbollah đã lên tiếng sau sự ra đi của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar.
Iran không thấy dấu hiệu nào cho thấy vụ sát hại thủ lĩnh Hamas sẽ làm thay đổi sự ủng hộ của họ. Tinh thần kháng cự sẽ được củng cố sau sự ra đi của ông Sinwar, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết. Hezbollah cũng đã tỏ ra thách thức, tuyên bố chuyển sang giai đoạn mới và leo thang trong cuộc đối đầu với Israel. Ông Sinwar, người được coi là chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10, gây ra cuộc xung đột Gaza, đã bị giết chết trong một chiến dịch của quân đội Israel tại vùng đất Palestine hôm 16 tháng 10, một sự kiện quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài cả năm qua. Các nhà lãnh đạo phương Tây cũng cho rằng sự ra đi của ông đã tạo cơ hội để chấm dứt xung đột. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc xung đột sẽ tiếp diễn cho đến khi các con tin bị các chiến binh Hamas bắt giữ được trả lại. Gửi đến các gia đình con tin thân yêu, tôi xin nói rằng đây là thời điểm quan trọng trong cuộc chiến. Chúng tôi sẽ tiếp tục toàn lực cho đến khi tất cả những người thân yêu của các bạn, những người thân yêu của chúng tôi được trở về nhà. Ông Sinwar được bổ nhiệm làm thủ lĩnh chung của Hamas sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh ở Tehran vào tháng 7. Ông được cho là đã ẩn náu trong mê cung đường hầm mà Hamas đã xây dựng dưới thời Gaza trong hai thập kỷ qua. Ông đã bị giết trong một cuộc đấu súng ở miền nam Gaza vào ngày 16 tháng 10. Quân đội Israel ban đầu không biết rằng họ đã bắt được kẻ thù số 1 của đất nước mình, các quan chức Israel cho biết. Quân đội đã công bố video máy bay không người lái về những gì họ đang nói là hình ảnh ông Sinwar. Trong đó, ông ngồi trên một ghế banh và phủ đầy bụi bên trong một tòa nhà đã bị phá hủy. Hamas chưa đưa ra bất cứ bình luận nào, nhưng các nguồn tin trong nhóm cho biết những dấu hiệu họ thấy cho thấy Sinwar thực sự đã bị quân đội Israel giết chết. Mặc dù phương Tây hy vọng ngừng bắn, cái chết của Sinwar có thể làm gia tăng sự thù địch ở Trung Đông trong bối cảnh nguy cơ xung đột lớn hơn đang gia tăng. Israel đã phát động một chiến dịch trên bộ ở Liban vào tháng này và hiện đang lên kế hoạch đáp trả một cuộc tấn công bằng tên lửa vào ngày 1 tháng 10 do Iran, đồng minh của Hamas và Hezbollah của Liban thực hiện. Nhưng cái chết của người đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công năm ngoái, trong đó có các chiến binh đã giết chết 120 người ở Israel và bắt giữ hơn 250 con tin. Theo số liệu của Israel, cũng có thể giúp thúc đẩy những nỗ lực bị đình trệ trong chấm dứt cuộc xung đột mà Israel đã sát hại hơn 42.000 người Palestine, theo các cơ quan y tế Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với ông Netanyahu qua điện thoại và cho biết rằng cái chết của Sinwar đã tạo cơ hội để xung đột ở Gaza cuối cùng cũng có thể kết thúc và để các con tin Israel được về nhà. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết nước này muốn khởi động một cuộc đàm phán về một đề xuất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và đảm bảo việc thả con tin. Đồng thời Sinwar là rào cản chính đối với việc chấm dứt xung đột. Rõ ràng là rào cản đó đã được gỡ bỏ. Không thể dự đoán rằng điều đó có nghĩa là bất kỳ ai thay thế Sinwar sẽ đồng ý ngừng bắn, nhưng nó đã gỡ bỏ rào cản chính trong những tháng gần đây để đạt được lệnh ngừng bắn. Ông nói, ông Miller cho biết trong những tuần gần đây, Sinwar đã từ chối đàm phán. Quân đội Israel cho biết ngày 18 tháng 10 rằng họ cũng đã sát hại được Muhammad Hassan Rahman, chỉ huy của lực lượng Hezbollah tại khu vực Tayibe ở miền nam Liban. Một sĩ quan cấp cao của Nga vừa trở về sau một cuộc xung đột ở Ukraine đã bị sát hại tại Moscow trong vụ giết người có liên quan đến công việc của ông, theo một báo cáo. Nikita Klenkov, 44 tuổi, phó chỉ huy một đơn vị quân đội và là sĩ quan Tổng cục Tình báo Nga GRU, đã bị bắn ở cự ly gần khi đang trong xe hơi tại làng Melenki ở khu vực Moscow. Một quan chức thực thi pháp luật giấu tên nó với RBC. Hãng tin MK của Moscow cũng đã đưa tin rằng hướng điều tra chính là vụ giết người có liên quan đến việc ông tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Đơn vị GRU 43292 của Klenkov đóng vai trò là trung tâm huấn luyện cho lực lượng tác chiến đặc biệt SOF của Nga và anh ta đã trở về từ tiền tuyến của Ukraine chỉ một tuần trước đó. Theo hãng thông tấn nhà nước TASS, Ủy ban điều tra của Nga, đơn vị mà Newsweek đã liên hệ để xin bình luận, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 10. Trong đó có một kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn ít nhất 3 phát vào cửa sổ bên tài xế của một chiếc xe do người dân địa phương lái. Hậu quả là người đàn ông tử vong tại chỗ, trong chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển cho đến khi đâm vào hàng rào của một ngôi nhà. Tuyên bố cho biết nhưng không nêu tên nạn nhân. Ủy ban cũng đăng đoạn video ghi lại cảnh các điều tra viên tại hiện trường đang kiểm tra chiếc xe liên quan và cho biết một vụ án hình sự vì tội giết người và tàng trữ vũ khí trái phép đã được mở và động cơ vụ việc đang được xác định. Trang tin tiếng Nga độc lập Important Stories cho biết
xe của nạn nhân là một chiếc Hyundai Palisade và hiện trường vụ giết người cách trung tâm huấn luyện SOF chưa đầy 20 phút lái xe. Glenkov sống tại thị trấn Sonek, Novgorodsk, trang tin này cho biết thêm, các nạn nhân cũng đã mô tả chiếc Mitsubishi Outlander đời 2012 đã bỏ chạy khỏi hiện trường, kênh Telegram 112 đưa tin. Hãng tin TASS đưa tin rằng, tin sơ bộ cho thấy vụ sát hại đã được lên kế hoạch và ra lệnh, trích dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật. Trong khi đó, kênh Telegram Mars cho biết thủ phạm đã đợi nạn nhân ở lối vào làng, nổ súng ngay khi thấy chiếc xe. Chủ tịch Ủy ban điều tra Nga Alexander Bashchikin đã yêu cầu người đứng đầu sở tại Moscow nộp báo cáo về cuộc điều tra hình sự ban đầu. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu vụ tấn công có phải là một vụ ám sát có động cơ chính trị hay không. Vào ngày 24 tháng 7 trước đó, một sĩ quan khác của GRU của Nga cũng đã bị cụt chân trong một vụ đánh bom xe ở Moscow nhắm vào một chiếc Toyota Land Cruiser và làm vợ anh ta bị thương. Kiev phủ nhận mọi sự liên quan tới vụ tấn công. Trong một diễn biến khác, tình báo Anh sau khi phân tích vụ tấn công vào cảng dầu biển Feodosia ở Crimea hôm 7 tháng 10, lưu ý rằng Ukraine dần dần tiếp tục làm suy yếu tiềm năng quân sự của Nga trên bán đảo. Báo European Pravda đã dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh từ ngày 17 tháng 10 cho biết, hôm 7 tháng 10 vừa qua, Ukraine đã tấn công cảng dầu ngoài khơi Feodosia ở bán đảo Crimea. Cảng dầu này trước đây đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào tháng 3 năm 2024. Khalid Masa, giám đốc văn phòng Hamas ở nước ngoài, đã nắm quyền lãnh đạo Hamas sau khi ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh của Hamas, bị Israel tiêu diệt. Trang tin tức LBCI của Liban dẫn các nguồn tin cho biết, ông Khalid Masa đã đảm nhận vai trò thủ lĩnh tạm quyền của Hamas, chịu trách nhiệm liên lạc với các bên chủ chốt tham gia cuộc thương thuyết trả tự do cho con tin Israel. Ông Khalid Masa, 67 tuổi, là một trong những thành viên sáng lập của Hamas và là một trong các nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất của tổ chức này. Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo Hamas đã thông báo cho các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập về sự qua đời của ông Sinwar trong một chiến dịch ở Tell al-Sultan và nhấn mạnh rằng sau sự ra đi của ông Sinwar, các cuộc đàm phán về cuộc trao đổi tù nhân và chấm dứt xung đột sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tờ Time of Israel dẫn lời ông Khalil al-Hayya, một nhà lãnh đạo chính trị cấp cao của Hamas, hôm 18 tháng 10 xác nhận, thủ lĩnh Yahya Sinwar đã thiệt mạng tại Gaza hồi đầu tuần này. Trong một tuyên bố bằng video, ông al-Hayya nói, sự ra đi của thủ lĩnh Sinwar giúp củng cố thêm sức mạnh cho Hamas và thề rằng những kẻ chiếm đóng sẽ sớm hối hận vì đã sát hại ông Sinwar. Ông al-Hayya là phó thủ lĩnh của Hamas ở Gaza và là nhà đàm phán chính của nhóm. Ông al-Hayya nói thêm, 101 con tin đang bị Hamas giam giữ tại Gaza chỉ được thả sau khi cuộc chiến kết thúc và quân đội Israel rút khỏi dải đất ven biển của Palestine. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị tiêu diệt trong một cuộc chạm trán tình cờ với đội tuần tra của Israel ở Gaza hồi đầu tuần này. Israel cho rằng, sự ra đi của ông Sinwar sẽ mở ra cánh cửa ngoại giao để giải thoát các con tin bị Hamas giam giữ. Một quan chức Israel nói, nước này đang cân nhắc các thỏa thuận riêng với các phe phái của Hamas nếu không có thủ lĩnh mới nào xuất hiện. Quân đội Israel mở chiến dịch tấn công bộ binh vào miền nam Liban từ đêm ngày 30 tháng 9, sau khi thực hiện hàng trăm cuộc không kích ác liệt vào các khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường và buộc khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều quốc gia, trong đó có các đồng minh phương Tây của Israel, đã lên án mạnh mẽ chiến dịch tấn công của Tel Aviv vào Liban, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Liban và luật pháp quốc tế. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 17 tháng 10, nhóm chiến binh Hezbollah tuyên bố chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc xung đột với Israel, lần đầu tấn công mục tiêu bằng tên lửa dẫn đường chính xác. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel trước đó tuyên bố hạ sát thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas, lực lượng đồng minh của Hezbollah. Tuyên bố của Hezbollah đưa ra nhấn mạnh giai đoạn mới sẽ mang tính gia tăng hơn trong cuộc đối đầu với Israel. Tính chất sẽ được phản ánh qua các diễn biến và sự kiện trong những ngày tới. Trước đó, hôm 12 tháng 10 vừa qua, nhóm chiến binh Hezbollah cũng đã thông báo phóng hàng loạt tên lửa tiên tiến vào căn cứ đơn vị 7200 chuyên phụ trách hậu cần bảo dưỡng của quân đội Israel ở thành phố Haifa. Các hệ thống vòm sắt của Israel đã nhiều lần để lọt tên lửa của Hezbollah. Lực lượng Israel đã sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cùng nhiều chỉ huy cấp cao của nhóm trong cuộc không kích ở Beirut vào cuối tháng trước.
Israel cũng nhiều lần tuyên bố sẽ đẩy lùi nhóm vũ trang khỏi khu vực biên giới với Liban để người dân miền Bắc nước này có thể trở về nhà an toàn. Israel đã truy lùng Yahya Sinwar trong hơn một năm qua, nhưng không tìm được tung tích của ông này. Thế nhưng cuối cùng, thủ lĩnh Hamas lại bị tiêu diệt trong một chiến dịch không được lên kế hoạch từ trước. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị quân đội Israel sát hại trong một cuộc đấu súng ở miền nam Gaza vào ngày 16 tháng 10. Các quan chức Israel tiết lộ, ban đầu họ không biết rằng họ đã bắt được nhân vật bị coi là kẻ thù số 1. Sau khi kiểm tra hồ sơ nha khoa, dấu vân tay và xét nghiệm ADN, Israel cuối cùng xác nhận họ đã hạ sát thủ lĩnh Hamas. Yahya Sinwar là bộ não đằng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, dẫn đến cuộc chiến khốc liệt ở Gaza sau đó. Ông trở thành thủ lĩnh toàn quyền lãnh đạo Hamas sau khi thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran, Iran hồi tháng 7 năm nay. Trong những tháng gần đây, đặc biệt là sau vụ nổ loạt máy nhắn tin và bộ đàm của lực lượng Hezbollah ở Liban, ông Sinwar dường như đã ngừng sử dụng điện thoại và các thiết bị liên lạc khác để tránh nguy cơ bị các cơ quan tình báo của Israel theo dõi. Các cơ quan tình báo của Israel đã truy lùng Sinwar trong hơn một năm qua, nhưng không tìm được tung tích của ông này. Kể từ sau các cuộc tấn công vào Israel, ông đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Ông Sinwar được cho là ẩn náu trong hệ thống đường hầm phức tạp của Hamas tại dải Gaza và luôn ở gần các con tin để tránh bị Israel ám sát. Suốt một năm qua, tình báo Israel đã tìm cách để khoanh vùng những khu vực mà ông Sinwar có thể hoạt động. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng hàng chục chiến dịch do lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh Israel Shin Bet thực hiện trong một năm qua và trong những tuần gần đây đã khoanh vùng hoạt động của thủ lĩnh Hamas, bao gồm cả khu vực mà Sinwar vừa bị hạ sát. Cuối cùng, mục tiêu đã bị hạ. Tuy nhiên, không giống như các thủ lĩnh Hamas khác bị Israel truy lùng và hạ sát, bao gồm chỉ huy quân sự Hamas Mohammed Deif, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 13 tháng 7. Chiến dịch cuối cùng khiến thủ lĩnh Sinwar thiệt mạng lại không phải là một cuộc tấn công có mục tiêu và cũng không được lên kế hoạch từ trước. Thay vào đó, ông Sinwar bị lính bộ binh Israel phát hiện khi đang giả soát một khu vực ở Jan El Sultan ở phía nam Gaza vào ngày 16 tháng 10, nơi họ tin rằng các thành viên cấp cao của Hamas đang ở đó. IDF cho hay, đơn vị của lữ đoàn Bislab 828 đang tuần tra Jan El Sultan ở Rafah vào ngày 16 tháng 10. Lúc này, đơn vị của Israel không biết Sinwar có mặt ở đó và chỉ làm nhiệm vụ như thường lệ. Họ phát hiện ra ba thành viên Hamas di chuyển giữa các tòa nhà và nổ súng. Người đàn ông sau này được xác định là Sinwar, một mình chạy vào một trong các tòa nhà và đã bị tiêu diệt sau khi UAV phát hiện vị trí. Đoạn video quay từ máy bay không người lái được IDF công bố cho thấy một người đàn ông che kín mặt trong tình trạng bị thương nặng ở tay, đang ngồi trên ghế. Người này đã cố gắng ném một cây gậy về phía máy bay không người lái. Theo người phát ngôn IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, vào thời điểm đó, người đàn ông trong video được xác định là một chiến binh của Hamas. Binh lính Israel đã tiến vào và phát hiện ông ta mang theo vũ khí, một chiếc áo chống đạn và 40.000 shekel, tương đương 10.000 đô la Mỹ. Ông Hagari cho biết, ông ta đã cố gắng trốn thoát nhưng đã bị lực lượng của chúng tôi tiêu diệt. Ban đầu, nhóm lính Israel nhận thấy không có gì đặc biệt đáng chú ý ở nơi diễn ra cuộc đấu súng và phải đến sáng hôm sau họ mới quay trở lại kiểm tra hiện trường. Khi kiểm tra các thi thể, họ phát hiện một trong số đó có vẻ ngoài rất giống thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Do khu vực bị cài nhiều loại bẫy mìn, ban đầu các binh sĩ Israel cắt một phần ngón tay thi thể để đưa về xét nghiệm trước. Thi thể chỉ được chuyển tới Israel để khám nghiệm vào tối ngày 17 tháng 10. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Herzi Halevi cho biết, việc Israel truy lùng Sinwar trong suốt một năm qua đã khiến ông này hành động như một kẻ chạy trốn, liên tục thay đổi địa điểm. Các quan chức Israel cho rằng, ông Sinwar luôn ẩn náu bên trong mạng lưới đường hầm rộng lớn mà Hamas đào bên dưới Gaza trong 20 năm qua. Họ cũng lo ngại thủ lĩnh Hamas sử dụng các con tin mà nhóm này bắt được trong cuộc tấn công hồi tháng 10 năm 2023 như một lá chắn sống để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của Israel. Thế nhưng cuối cùng, Sinwar lại vô tình chạm trán với một nhóm tuần tra của Israel ở miền nam Gaza. Nhóm vệ sĩ đi cùng thủ lĩnh Hamas khá ít ỏi và cũng không có con tin nào ở gần ông ta. Ngày 17 tháng 10 theo giờ Washington DC, Lầu Năm Góc đã bác bỏ việc các lực lượng nước này liên quan trực tiếp tới chiến dịch Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở dải Gaza. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Pat Ryder nói, đó là chiến dịch quân sự của Israel. Các lực lượng Mỹ không liên quan trực tiếp tới hoạt động đó. Mỹ có một lượng nhỏ đặc nhiệm nắm vai trò cố vấn cho phía Israel về các nỗ lực giải cứu con tin. Trong đó, đặc nhiệm Mỹ làm việc cùng với các đối tác Israel nhằm truy lùng và xác định nơi trú ẩn của Sinwar và nhiều lãnh đạo Hamas khác, những người đang giam giữ các con tin từ tháng 10 năm ngoái. Theo tờ The Hill,
Những tuyên bố trên của tướng Pat Ryder được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng ông đã ra lệnh trực tiếp cho các đặc nhiệm và nhân sự tình báo giúp Israel săn lùng Sinwa và các lãnh đạo Hamas khác. Trang web của Nhà Trắng dẫn lời ông Biden nói, với sự giúp đỡ từ tình báo Mỹ, lực lượng phòng vệ Israel IDF không ngừng truy đuổi các thủ lĩnh Hamas, xua họ chạy khỏi nơi trú ẩn. Hiếm khi có một chiến dịch quân sự nào như thế này. Trước đó, thông cáo chung từ IDF và cơ quan tình báo Shin Bet của Israel tuyên bố đã hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar trong một hoạt động quân sự gần đây ở dải Gaza. Tuy nhiên, Hamas cho hay tới nay chưa bình luận về những thông tin xoay quanh thủ lĩnh Sinwar. Truyền thông Syria cáo buộc không quân Israel rạng sáng ngày 17 tháng 10 đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Latakia của nước này. Cụ thể, hãng thông tấn Sana cho biết vụ không kích nhằm vào Latakia xảy ra lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 17 tháng 10 theo giờ Syria và đã đánh trúng lối vào hướng đông nam của thành phố này. Dù hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều mục tiêu thù địch trên bầu trời Latakia, nhưng một số tài sản cá nhân trong khu vực vẫn bị hư hại. Cho tới nay, không quân Israel chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc được truyền thông Syria công bố. Theo tờ Jerusalem Post Israel, ngày 17 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi vừa khởi động chuyến công du khu vực lịch sử nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Ả Rập, một động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và những bất ổn địa chính trị hiện tại. Jerusalem Post lưu ý việc ông Araghchi thực hiện chuyến công du này không chỉ thể hiện nỗ lực của Iran trong việc khẳng định vị thế của mình trong khu vực mà còn cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Tehran và Tel Aviv trong hoạt động ngoại giao. Ngoại trưởng Israel chưa từng thực hiện bất kỳ chuyến công du khu vực nào như vậy hoặc không thể mở rộng hoạt động kể từ tháng 10 năm ngoái. Chuyến đi của Ngoại trưởng Araghchi có các điểm dừng chân tại Jordani, Ai Cập, Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman. Đây là một chuỗi chuyến công du chưa từng có trong lịch sử gần đây của Ngoại trưởng Iran, đặc biệt khi so sánh với sự im lặng ngoại giao của người đồng cấp Israel kể từ thời điểm cuộc xung đột tại Gaza bùng phát. Chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Iran mang một mục tiêu rõ ràng, gia tăng sự ủng hộ đối với Iran trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas và Israel Hezbollah. Theo hãng thông tấn Iran IRNA, chuyến công du của ông Araghchi nhằm tăng cường nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn hành động tấn công của Israel đối với Gaza và Liban. Trên cơ sở đó, Ngoại trưởng Araghchi đã có cuộc gặp với vua Abdullah đệ nhị của Jordani và Bộ trưởng Ngoại giao Jordani Ayman Safadi, những người thường chỉ trích Israel. Có thể nói ông Araghchi đã bắt tay ngay vào công việc để thay thế cố Bộ trưởng Ngoại giao Iran, người đã tử nạn trong một vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5 vừa qua. Ông Araghchi đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao tích cực của Iran nhằm tạo dựng quan hệ tốt hơn với các quốc gia láng giềng khi đến thăm Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman trong vài tuần qua. Ngoài ra, theo Jerusalem Post, Iran đã và đang sử dụng chuyến công du này để cô lập Israel liên quan đến xung đột ở Gaza và Liban. Chuyến đi của Ngoại trưởng Araghchi rất quan trọng vì ông không chỉ đến thăm những quốc gia có lịch sử gần gũi với Iran hoặc những nơi mà Iran có lợi ích, chẳng hạn như Liban hay Iraq, mà ông còn tiếp cận những quốc gia có hòa bình với Israel và gần gũi với phương Tây, chẳng hạn như Jordani và Ai Cập. Tối ngày 17 tháng 10, giới chức Israel chính thức tuyên bố thủ lĩnh lực lượng Hamas Yahya Sinwar đã thiệt mạng, đồng thời kêu gọi các chiến binh Hamas đầu hàng và trả tự do cho các con tin. Trong tuyên bố chính thức đầu tiên sau khi quân đội Israel xác nhận thủ lĩnh mới của phong trào Hamas Yahya Sinwar đã bị sát hại trong một cuộc tấn công ở phía nam dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Hamas sẽ không bao giờ còn có thể nắm quyền ở Gaza. Ông Netanyahu đồng thời kêu gọi các chiến binh Hamas buông bỏ vũ khí và trả tự do cho các con tin để được bảo toàn tính mạng. Trước đó, ngay sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố thông tin cùng bằng chứng về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng kêu gọi các tay súng Hamas lập tức buông bỏ vũ khí đầu hàng và trả tự do cho các con tin. Theo IDF, ông Sinwar bị hạ sát trong một cuộc tấn công của các binh sĩ Israel và một nhóm các tay súng tình nghi ở bên trong thành phố Rafah, phía nam dải Gaza. IDF khẳng định lực lượng này không hề biết trước mục tiêu bị tấn công là thủ lĩnh Hamas. Trước khi bị hạ sát, thủ lĩnh Hamas đã chống trả quyết liệt, ném ít nhất 2 quả lựu đạn về phía các binh sĩ và xe tăng Israel. Cho đến sáng sớm cùng ngày, phong trào Hamas chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Tuy nhiên, theo truyền thông khu vực, một số nguồn tin gần gũi với nhóm vũ trang Palestine nhận định nhiều khả năng thủ lĩnh Yahya Sinwar đã bị hạ sát đúng như thông tin do phía Israel công bố. Ông Yahya Sinwar được cho là người đứng đầu kế hoạch tấn công của Hamas vào miền nam Israel xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 252 người bị bắt làm con tin. Sự kiện làm bùng phát cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn một năm qua tại dải Gaza và giờ đây lan rộng sang cả Liban.
nhân vật theo đường lối cứng rắn này trở thành thủ lĩnh mới của Hamas sau khi ông Ismail Haniyeh bị sát hại trong một cuộc tấn công cũng được cho là do Israel tiến hành ở thủ đô Tehran của Iran vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Nhiều quốc gia phương Tây đã lên tiếng chúc mừng Israel về cái chết của tân thủ lĩnh Hamas, trong khi một số nhà phân tích khu vực nhận định nhóm vũ trang Palestine có thể gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành và lãnh đạo cuộc chiến tại Gaza, ít nhất là trong giai đoạn trước mắt. Quân đội Israel chính thức xác nhận và công bố danh tính 5 quân nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất với lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban. Theo công bố của lực lượng phòng vệ Israel IDF, 5 binh sĩ thiệt mạng thuộc đơn vị trinh sát của lữ đoàn Golani đang tham gia chiến dịch tấn công bộ binh hạn chế ở phía nam Liban. Trong số các quân nhân thiệt mạng có sĩ quan giữ chức đại đội trưởng, một trung đội trưởng và một tiểu đội trưởng. Ngoài 5 binh sĩ tử vong, nhiều quân nhân khác đã bị thương, trong đó có 3 trường hợp nghiêm trọng. Tuy nhiên, IDF không công bố thông tin chi tiết về các hoạt động giao tranh dẫn đến số thương vong trên. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực cho biết nhiều khả năng các binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công phục kích của Hezbollah ở làng Labone, giáp biên giới với Israel. Trước đó, trong một tuyên bố vào trưa ngày 17 tháng 10, Hezbollah khẳng định đã bắn tên lửa dẫn đường trúng 2 xe tăng Merkava của quân đội Israel tại làng Labone và cuộc tấn công khiến nhiều binh sĩ Israel bị thiệt mạng và bị thương. Quân đội Israel phát động các cuộc tấn công trên bộ vào phía nam Liban đêm 30 tháng 9, sau khi tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn kéo dài đúng một tuần, đánh phá hàng trăm mục tiêu Hezbollah ở cả phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Một số nguồn tin Liban và khu vực cho biết, các cuộc tấn công của Israel vào Liban trong hơn nửa tháng qua đã khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường, hàng nghìn người khác bị thương. Ngoài ra, khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và đang đối mặt với điều kiện sống cực kỳ tồi tệ. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi Israel lập tức chấm dứt các cuộc tấn công vào Liban để tránh nguy cơ xảy ra các cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ mới tại quốc gia Trung Đông. Thưa quý vị, truyền thông phương Tây dấy lên đồn đoán về việc Israel đang khoanh vùng các mục tiêu có thể tấn công trả đũa ở Iran, bất chấp việc Tehran đang đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ này. Mạng truyền hình NBC của Mỹ dẫn lời một số quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Israel đã khoanh vùng các mục tiêu ở Iran có thể tấn công được nhằm đáp trả cuộc không kích quy mô lớn hôm 1 tháng 10 vừa qua của Tehran nhằm vào quốc gia đồng minh của Washington. Theo nguồn tin, những mục tiêu nói trên chủ yếu là các cơ sở quân sự và phân phối năng lượng của Iran. Nguồn tin cho biết các chiến lược gia của Israel vẫn đang trong quá trình tính toán và chưa đi đến quyết định cuối cùng. Giới chức Mỹ cho rằng, tính đến thời điểm này, quốc gia đồng minh Trung Đông chưa tỏ ra sẵn sàng thực hiện các vụ ám sát hoặc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các nguồn tin thừa nhận, phía Israel chưa thông báo cụ thể cho phía Mỹ về thời điểm triển khai tấn công, trong khi một số tờ báo cho rằng, ngày Yom Kippur hay lễ đền tội 11-12 tháng 10 là dịp mà Israel sẽ tranh thủ ra tay, nhưng các tướng lĩnh quân đội Israel đã quyết định chờ đến một thời điểm nào đó thuận lợi hơn. Trong khi đó, về phía Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo đang đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt tình hình xung đột ở Liban và dải Gaza, nhằm ngăn chặn nguy cơ Israel đưa ra phản ứng trả đũa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của mình. Hồi cuối tuần, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tìm kiếm sự hỗ trợ của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron qua một cuộc điện đàm thảo luận những cách thức để đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Ông Pezeshkian kêu gọi nhà lãnh đạo Pháp phối hợp với các nước khác ở châu Âu để chấm dứt những hành động mà Iran cho là gây ra tội ác ở Liban và dải Gaza. Về phần mình, ông Macron cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Iran cùng hạ nhiệt căng thẳng ở Liban và Gaza, đồng thời nhấn mạnh vai trò và tầm ảnh hưởng của Tehran đối với các lực lượng như Hezbollah và phong trào Hồi giáo Hamas. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Iraq vào ngày 13 tháng 10 để thảo luận tình hình Trung Đông trong chuỗi hoạt động ngoại giao của nhà ngoại giao này đến các nước trong khu vực nhằm xoa dịu tình hình. Tại Iraq, ông Araghchi cho biết Iran đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, cũng như sẽ không có làn danh đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và đất nước. Song khẳng định, Tehran mong muốn hòa bình và sẽ tiếp tục nỗ lực tham vấn với các nước để ngăn chặn căng thẳng leo thang trong khu vực, hướng đến một nền hòa bình ở dải Gaza và Liban. Ngày 13 tháng 10, Mỹ thông báo sẽ cử binh sĩ cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến tới Israel nhằm tăng cường khả năng phòng không cho Tel Aviv sau các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, quyết định này là nhằm bảo vệ Israel trong bối cảnh Tel Aviv đang cân nhắc đáp trả Iran sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào ngày 1 tháng 10. Mỹ cũng khuyên cáo Israel thận trọng trong phản ứng để tránh châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.
Ngoài ra, ông Biden cũng công khai phản đối Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời lo ngại về tác động khi đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran. Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, việc triển khai này là một phần trong những điều chỉnh lớn mà Washington thực hiện trong nhiều tháng qua nhằm hỗ trợ Israel cũng như bảo vệ nhân viên Mỹ trước các cuộc tấn công từ Iran và lực lượng thân Iran. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 10, giới chức Iran cảnh báo chính quyền Mỹ không đưa binh sĩ tới Israel để tránh bị nguy hiểm tới tính mạng. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ rõ chính quyền Mỹ đã chuyển giao nhiều vũ khí cho Israel và giờ đây đang đặt mạng sống của các binh sĩ Mỹ vào chỗ rủi ro bằng việc triển khai lực lượng tới Israel để vận hành các hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Araghchi đồng thời nhấn mạnh, Iran đã thực hiện những nỗ lực vượt bậc trong những ngày qua để kiềm giữ xung đột không bùng phát tại khu vực. Tuy nhiên, một khi xung đột nổ ra, Iran sẽ không có bất kỳ giới hạn đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình. Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Israel liên tục đưa tin về việc Mỹ chuẩn bị đưa binh sĩ tới Israel để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao Tahat như một phần trong nỗ lực hỗ trợ Tel Aviv chuẩn bị tiến hành đòn tấn công trả đũa cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10 vừa qua. Tahat là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở độ cao lớn. Nhà sản xuất tuyên bố, Tahat là hệ thống duy nhất của Mỹ được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu thả bên trong và bên ngoài bầu khí quyển. Đài phát thanh quân đội Israel mô tả, động thái này là một phần trong các biện pháp chuẩn bị của Israel để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran. Tháng 3 năm 2019, Mỹ đã triển khai lần đầu và tạm thời hệ thống Tahat như một phần của cuộc tập trận phòng thủ chung. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu việc triển khai hiện tại có phải là vĩnh viễn hay không. Trước Tahat, hệ thống phòng không của Israel dựa vào ba hệ thống Arrow cho tầm xa, David Sling cho tầm trung và Iron Dome cho tầm ngắn, tất cả đều không đánh chặn được nhiều tên lửa của Iran trong cuộc tấn công gần đây. Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng khoảng 180 quả tên lửa vào Israel để trả đũa cho việc Israel ám sát các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah. Quân đội Israel sau đó thừa nhận cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây thiệt hại cho một số căn cứ không quân của nước này. Trong một diễn biến liên quan, giới chức Iran đã lên án mạnh mẽ chính quyền Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống quốc gia Hồi giáo, coi đó là bước đi phi pháp và vô lý. Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqai nêu rõ các lệnh trừng phạt mà chính quyền Mỹ vừa áp đặt với ngành năng lượng của quốc gia Hồi giáo nhằm phản ứng với cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 là phi pháp và vô lý. Ông Baqai nhấn mạnh, cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel là hành động tự vệ chính đáng, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong khi các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran không có cơ sở pháp luật hay căn cứ thuyết phục. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, nước này có quyền đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình. Đúng 10 ngày sau cuộc tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn của Iran vào Israel, ngày 11 tháng 10 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty và các tàu bị cho là có liên quan đến việc buôn bán và vận chuyển dầu của Iran. Thưa quý vị, việc xe tăng quân đội Israel xâm nhập trái phép khu vực đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền Nam Liban sáng sớm ngày 13 tháng 10 đang gây nên sự phẫn nộ với cộng đồng quốc tế. Vụ việc khiến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc gọi là những vi phạm gây sốc của Israel đối với lực lượng của họ. Trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Phản ứng với vụ việc, Mỹ, đồng minh của Israel, đã nêu bật tầm quan trọng của việc cần triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban và các lực lượng vũ trang Liban. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, yêu cầu trên do lãnh đạo bộ này Lloyd Austin đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant trong ngày 13 tháng 10. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, trong cuộc điện đàm, ông Austin cũng nêu bật sự cần thiết phải chuyển các hoạt động quân sự ở Liban sang ngoại giao để đảm bảo an ninh cho dân thường càng sớm càng tốt, cũng như khẩn trương thực hiện các biện pháp giải quyết tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell cũng ra tuyên bố liên án mọi cuộc tấn công vào các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Reuters dẫn tuyên bố nhấn mạnh, những cuộc tấn công như vậy nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế
và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt ngay lập tức. Theo ông Borrell, tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc. Ông Borrell cũng lưu ý, EU đang chờ đợi lời giải thích và một cuộc điều tra toàn diện từ chính quyền Israel về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lực lượng này đóng vai trò cơ bản trong việc duy trì tình hình ổn định ở miền Nam Liban. Về phần mình, Israel đã phản đối một số báo cáo của Liên Hợp Quốc về vụ việc liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng lực lượng này đang cung cấp lá chắn sống cho các chiến binh Hezbollah trong thời kỳ bùng nổ thù địch. Mặc dù vậy, ngày 13 tháng 10, hãng thông tấn AFP đưa tin, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Italia Giorgia Meloni, ông Netanyahu bày tỏ lấy làm tiếc về bất kỳ sự tổn hại nào gây ra cho nhân viên của Liên Hợp Quốc tại Liban và nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn thương vong của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Ở một diễn biến khác, trả lời báo giới về tình hình Liban sau hội nghị cấp cao Đông Á tại Lào, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, chúng tôi tiếp tục tham gia mạnh mẽ để ngăn chặn xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ, tất cả chúng ta đều có mối quan tâm lớn trong việc cố gắng tạo ra một môi trường mà mọi người có thể trở về nhà, an toàn và an ninh được đảm bảo, trẻ em có thể trở lại trường học. Vì vậy, Israel có lợi ích rõ ràng và rất chính đáng trong việc thực hiện điều đó. Người dân Liban cũng muốn điều tương tự. Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để đạt được điều đó là thông qua một sự hiểu biết ngoại giao, một sự hiểu biết mà chúng tôi đang nỗ lực trong một thời gian và một sự hiểu biết mà chúng tôi đang tập trung vào ngay bây giờ. Ông Blinken lưu ý rằng Israel có quyền tự vệ trước Hezbollah, nhưng cho biết ông lo ngại về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ. Tuyên bố của ông Blinken không đề cập đến các cuộc thảo luận về khả năng ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Trong một phát biểu trên truyền hình Al-Mana TV ngày 15 tháng 10, Phó thủ lĩnh Hezbollah, ông Sheikh Naim Qassem cho rằng vì Israel đã tấn công toàn bộ Liban, cho nên phong trào vũ trang này có quyền từ vị trí phòng thủ của mình tấn công bất kỳ địa điểm nào ở Israel. Theo ông Qassem, từ ngày 17 tháng 9, thời điểm xảy ra các vụ nổ thiết bị liên lạc ở Liban cho đến nay, Hezbollah không còn ở trong giai đoạn hỗ trợ Hamas nữa mà đang ở trong một giai đoạn mới, đó là giai đoạn đối đầu với sự xâm lược của Israel và cuộc chiến của Israel chống lại Liban. Trong giai đoạn mới này, ông Qassem tuyên bố rằng Hezbollah sẽ tập trung vào việc tấn công quân đội Israel và các trung tâm cũng như doanh trại của họ. Cùng với tuyên bố của ông Qassem, vào chiều ngày 15 tháng 10, các thành viên Hezbollah đã tấn công thành phố Safed của Israel bằng một loạt tên lửa. Hezbollah cũng xác nhận một cuộc tấn công thứ hai vào Mabat Anjora ở cao nguyên Golan, trong đó lực lượng này đã nã tên lửa vào căn cứ Nestali gần thành phố Safed. Cũng trong ngày 15 tháng 10, theo báo cáo của giới chức y tế Liban, quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch ném bom tại Liban, sát hại ít nhất 22 người trong một cuộc không kích ở phía Bắc nhằm vào một ngôi nhà nơi có những người sơ tán đang tìm nơi trú ẩn khỏi các cuộc không kích của Israel ở phía Nam. Các nguồn tin quân sự Liban tiết lộ rằng máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã thực hiện tổng cộng 17 cuộc không kích vào các thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban và 11 cuộc không kích vào miền Đông Liban chiều ngày 15 tháng 10. Israel cho biết, chiến dịch tại Liban nhằm đảm bảo sự trở về của hàng chục ngàn cư dân phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc nước này do các cuộc tấn công của Hezbollah. Theo chính phủ Liban, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 2.309 người thiệt mạng trong năm qua và khiến hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Phần lớn số người thiệt mạng là từ cuối tháng 9, khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự, còn số này không phân biệt giữa thường dân và binh lính. Theo báo cáo từ phía Israel, khoảng 50 người Israel, cả binh lính và dân thường đã thiệt mạng. Ngày 15 tháng 10, giới chức Liên Hợp Quốc nhận định giải Gaza, vùng đất bị xung đột tàn phá dường như đang phải đối mặt với những hạn chế khắt khe nhất về viện trợ kể từ khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu cách đây hơn một năm, đặc biệt tác động nghiêm trọng đối với trẻ em. Người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF James Elder cho biết, mỗi ngày trôi qua, tình hình của trẻ em trở nên tồi tệ hơn trước. Theo ông Elder, khả năng tiếp cận viện trợ đang ngày càng tồi tệ, mặc dù nhu cầu tăng lượng viện trợ vào Gaza trở nên cấp thiết. Tháng 8 là tháng ghi nhận lượng viện trợ nhân đạo đến giải Gaza thấp nhất so với bất kỳ tháng nào kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Trong tuần qua, một số ngày không có xe tải thương mại nào được phép vào vùng đất bị chiếm đóng này của người Palestine. Theo ông Elder, đầu năm nay, cộng đồng quốc tế thúc đẩy mở các tuyến vận chuyển cũng như điểm tiếp cận mới, giữa lúc Liên Hợp Quốc cảnh báo có thể tuyên bố nạn đói tại Gaza. Tuy nhiên, xu hướng này hiện bị đảo ngược. Kể từ tháng 5 vừa qua, nhiều cửa khẩu đã bị chặn. Trong khi đó, khu vực phía Bắc Gaza dự kiến sẽ không nhận được thực phẩm hay hàng viện trợ trong tháng 10 này. Ông Elder nhấn mạnh Gaza hiện là vùng đất, về cơ bản không thể tồn tại do thiếu hàng viện trợ, cùng với các cuộc không kích liên tiếp
và khoảng 85% lãnh thổ bị áp đặt lệnh sơ tán. Liên quan đến vấn đề trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gửi thư cho chính quyền Israel, trong đó yêu cầu Tel Aviv triển khai các biện pháp khẩn cấp để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza nhằm tránh khỏi hành động pháp lý liên quan đến viện trợ quân sự của Mỹ. Trang Axios cho biết, trong bức thư đề ngày 13 tháng 10, hai vị bộ trưởng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chính phủ Mỹ trước tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Gaza và kêu gọi Israel triển khai những hành động khẩn cấp và bền vững trong tháng này để cải thiện tình hình. Quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại khi cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Thaad cho Israel. Theo AP, cần khoảng 100 người để vận hành được Thaad và đích thân quân nhân Mỹ sẽ điều khiển khi hệ thống phòng thủ tên lửa chuyển tới Israel. Các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ cho rằng điều này sẽ khiến quân đội Mỹ có thêm áp lực mới ở Trung Đông bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường thủy thương mại trên Biển Đỏ. Sức ép về nhu cầu sử dụng Thaad cũng tăng lên vì Mỹ đang triển khai hệ thống này ở cuộc chiến ở Ukraine. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wolbert cho biết, lực lượng phòng không và pháo binh liên tục phải giữ kỷ luật để có thể đáp ứng những nhiệm vụ được giao ở tần suất dày đặc. Bà Wolbert chia sẻ thêm, họ đang nỗ lực cung cấp thêm những thông tin chính xác nhất về tình hình lực lượng cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin với hy vọng được xem xét để giảm bớt gánh nặng. Trong ngày 13 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ triển khai thêm hệ thống Thaad cùng nhiều binh sĩ tại Israel nhằm bảo vệ đồng minh trước các cuộc tấn công của các thế lực thù địch và là lần đầu tiên xuất hiện ở Israel sau 5 năm. Trước đó, Thaad từng ở Israel để phục vụ cho một cuộc tập trận giữa Mỹ và Israel vào năm 2019. Nhiều quan chức Mỹ cho hay, hệ thống Thaad sẽ được vận chuyển từ một địa điểm ở Mỹ và phải mất nhiều ngày mới tới được Israel. Động thái này dấy lên sự lo ngại về sự suy giảm khả năng phòng thủ quốc gia của Mỹ. Quyết định viện trợ Thaad đưa ra trong khi Israel được cho là đang lên kế hoạch trả đũa cuộc tấn công bằng hàng trăm quả tên lửa của Iran hồi đầu tháng 10. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục kêu gọi Israel phải giữ bình tĩnh và phản đối những cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân hay nơi cung cấp năng lượng ở Iran. Các chuyên gia nhận định, sức phòng thủ của Israel sẽ gia tăng đáng kể sau khi có Thaad, vốn nước này đã có hệ thống phòng thủ Iron Dome vòm sắt đáng gờm do Mỹ cung cấp. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm quân đội và hệ thống phòng thủ tên lửa đến Israel khi chưa diễn tập trước. Các chuyên gia cho rằng đây là động thái bất thường. Trước đó, Tổng thống Joe Biden từng kêu gọi Israel phải giữ bình tĩnh và phản đối các cuộc tấn công vào những mục tiêu hạt nhân cũng như các cơ sở cung cấp năng lượng ở Iran để tránh cuộc chiến lan rộng ra khắp Trung Đông. Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu xét về khả năng quân sự của Israel, việc Mỹ triển khai quân đội đến Israel mà không có tập trước là rất hiếm. Tuy nhiên, quân đội Mỹ giúp Israel chống trả nhiều tàu chiến cùng hàng loạt máy bay tiêm kích từ những thế lực thù địch trong nhiều tháng gần đây. Thaad được biết đến là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Mỹ. Sức phòng thủ của Israel vốn đã đáng gờm nhờ hệ thống Iron Dome vòm sắt hứa hẹn sẽ được củng cố đáng kể sau khi bổ sung Thaad. Hệ thống Thaad được trang bị 8 bệ phóng gắn trên xe tải. Mỗi bệ phóng chứa 8 tên lửa và có radar hiện đại. Cần ít nhất 100 người để vận hành Thaad. Mặc dù Mỹ chưa thông báo cách thức triển khai Thaad, nhưng Iran ngay lập tức cảnh báo tính mạng của quân dân Mỹ sẽ gặp nguy hiểm nếu họ trực tiếp vận hành Thaad tại Israel. Mỹ đã chi hơn 22 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến ở dải Gaza bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong đó có khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho quân đội Israel và số còn lại được sử dụng cho những cuộc chiến của Mỹ với Houthi trên Biển Đỏ. Hiện tại, Mỹ có khoảng 43.000 binh sĩ cùng hàng loạt tàu chiến, máy bay chiến đấu và tàu sân bay ở Trung Đông nhằm bảo vệ đồng minh Israel cùng tuyến đường thủy thương mại quốc tế trên Biển Đỏ. Theo hãng tin AFP, Iran cho biết hiện tại nước này không thấy có cơ sở cho các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua Oman do căng thẳng đang lan rộng ở Trung Đông. Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Muscat của ông Oman, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi đã nêu rõ Oman đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Tehran và Washington, được gọi là tiến trình Muscat. Hiện tại, tiến trình Muscat đã bị dừng lại do các điều kiện cụ thể của khu vực. Chúng tôi không thấy cơ sở cho các cuộc đàm phán này cho đến khi cuộc khủng hoảng hiện tại được giải quyết. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định có nên tiếp tục đàm phán hay không và tiếp tục dưới hình thức nào, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết. Mỹ chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về tuyên bố của ông Arachi. Iran đã bắn 200 tên lửa vào Israel ngày 1 tháng 10 trong một hành động trả đũa cho vụ giết hại các nhà lãnh đạo phong trào liên kết với Tehran trong khu vực
và một vị tướng trong lực lượng vệ binh Hồi giáo cách mạng Iran. Vào tháng 6, Tehran đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington, mặc dù hai nước không có quan hệ ngoại giao. Trang web tin tức Axios của Mỹ đã đưa tin vào thời điểm đó rằng các quan chức Iran và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman về cách tránh các cuộc tấn công khu vực leo thang. Bộ trưởng Iran đã đến quốc gia vùng vịnh này vào sáng sớm 14 tháng 10 và đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Oman, Baad bin Hamad al-Busaidi, sau chuyến thăm Iraq trước đó một ngày. Các cuộc đàm phán giữa hai nhà ngoại giao đã đề cập đến những diễn biến mới nhất trong khu vực trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Gaza và Liban. Căng thẳng tại Trung Đông đã leo thang do cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, khiến gần 42.300 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sau cuộc tấn công của Hamas vào năm ngoái. Các cuộc xung đột đã lan rộng sang Liban khi Israel tiến hành các cuộc tấn công chết người trên khắp đất nước, khiến hơn 1.488 người thiệt mạng và gần 4.300 người khác bị thương kể từ ngày 23 tháng 9. Ngày 14 tháng 10, Anh và Liên minh châu Âu EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức Iran sau cuộc tấn công của Tehran vào Israel ngày 1 tháng 10. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh cho biết các lệnh trừng phạt nhắm vào các nhân vật cấp cao trong quân đội, không quân và tổ chức của Iran có liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong danh sách trừng phạt có ông Adorahim Mousavi, Tổng tư lệnh Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran, Cục thiết kế hệ thống đẩy Fazal Negan và Cơ quan Vũ trụ Iran. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh David Lammy cáo buộc, bất chấp những lời cảnh báo liên tục, các hành động nguy hiểm của Iran và lực lượng ủy nhiệm của nước này đang thúc đẩy sự leo thang hơn nữa ở Trung Đông. Trong cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel, chúng tôi buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, trong danh sách trên cũng có hãng hàng không Saha Airlines và Matan Air. Thứ trưởng Quốc phòng Seyed Majed Galandari, quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRG và các giám đốc điều hành của công ty sản xuất máy bay IAMI và của Tổ chức Công nghiệp Vũ trụ. Lệnh trừng phạt cũng bao gồm quyết định đóng băng tài sản và cấm đi lại tại EU. Thưa quý vị, một tòa nhà ở miền Bắc Liban đã phải hứng chịu sự tấn công của lực lượng không quân Israel. Ít nhất 21 người đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Theo hãng tin AP, tòa nhà bị tấn công nằm ở làng Aito thuộc phía Bắc Liban, không nằm trong khu vực mà Israel đang triển khai chiến dịch trên bộ nhằm phá hủy cơ sở vật chất của Hezbollah. Hội chữ thập đỏ Liban cho biết, cuộc không kích ngày 14 tháng 10 của Israel đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Mục đích của cuộc tấn công vẫn chưa được làm rõ khi quân đội Israel không có bất cứ thông báo nào ngay sau đó. Video ghi lại hiện trường cho thấy, cột khói đen bốc lên nghi ngút giữa Aito, nhiều xe hơi gần đó đã bị phá hủy. Người dân xung quanh đang cố đưa thi thể ra khỏi các đống đổ nát hay kéo xuống khỏi những cành cây. Cuộc không kích diễn ra sau khi Hezbollah sử dụng máy bay không người lái UAV tấn công vào căn cứ quân sự của Israel trong ngày 13 tháng 10, khiến 4 binh sĩ 19 tuổi thiệt mạng cùng 7 binh sĩ khác bị thương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đích thân đến căn cứ bị tấn công trong ngày 14 tháng 10 để hỏi thăm tình hình sức khỏe của những quân nhân bị thương và tuyên bố, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công Liban một cách không thương tiếc, kể cả thủ đô Beirut. Khi bắt đầu giao tranh với Hezbollah vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã khiến 2.300 người Liban thiệt mạng và 1/3 trong số đó được ghi nhận trong tháng trước. Sau khi phát động chiến dịch trên bộ ở Liban hồi đầu tháng 10 này, quân đội Israel tập trung triển khai tấn công ở miền nam Liban, phía tây thung lũng Beka và ngoại ô Beirut. Trong khi đó, loạt đạn pháo cùng UAV của Hezbollah phóng sang lãnh thổ Israel trong suốt một năm qua đã khiến 60 người thiệt mạng, mặc dù quân đội Israel cho biết hầu hết các mục tiêu đều bị đánh chặn và rơi xuống những khu đất trống. Hezbollah từng thề rằng chỉ dừng xung đột với Israel khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được chấp thuận. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 10 vừa qua, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Liban lần đầu tán thành với lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Trước đó, trong ngày 13 tháng 10, đã phi thẳng qua cổng đại bản doanh của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban, gọi tắt là UNIFIL. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi Liên Hợp Quốc di dời quân đội của UNIFIL ra khỏi vùng chiến sự của Israel và Hezbollah ở Liban. Ông Netanyahu cho rằng, sự hiện diện của UNIFIL đã gián tiếp tạo ra một lá chắn vô hình cho Hezbollah. Tuy nhiên, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Liban đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận việc lợi dụng sự bảo vệ của UNIFIL. Theo lời mô tả của binh sĩ UNIFIL, hai chiếc xe tăng Merkava của Israel đã phá hủy cổng chính và bắt đầu tiến vào trước khi mặt trời mọc. Ngay sau đó, nhiều vụ nổ xảy ra ở cách đó 100 mét.
khói đen bốc lên nghi ngút, bao trùm cả trụ sở, khiến hàng loạt binh sĩ UNIFIL bị ngộ độc khói. Trong đó có 15 người cần phải vào phòng điều trị, cho dù đã đeo mặt nạ. Hiện vẫn chưa rõ người đứng sau loạt pháo kích hay loại khí độc trong cuộc tấn công. UNIFIL cũng cáo buộc lực lượng phòng vệ Israel cố ý ngăn chặn một đoàn xe vận tải hậu cần trong ngày 13 tháng 10. Trước tình hình căng thẳng leo thang của các cuộc xung đột tại miền Nam Liban, người phát ngôn của UNIFIL Andrea Tenenti cảnh báo nguy cơ thảm khốc cùng những tác động nghiêm trọng đến người dân nơi đây có thể xảy ra. Dư luận Israel rúng động bởi vụ việc đêm 13 tháng 10. Hezbollah đã sử dụng máy bay không người lái tự sát tấn công một căn cứ làm ít nhất 67 binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel IDF thương vong mà hệ thống báo động phòng không không kích hoạt. Đêm ngày 13 tháng 10, tổ chức Hezbollah ở Liban đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của quân đội Israel ở Bini Amina ở miền trung Israel, sát hại 4 binh sĩ Israel và làm bị thương 63 người khác. Hezbollah đe dọa sẽ tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công vào Israel nếu quân đội Israel tiếp tục tấn công Liban. Sau vụ tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình. Lực lượng Hezbollah cho biết họ đã phóng một loạt máy bay không người lái về phía Israel. Tuy nhiên, phía Israel nói Hezbollah đã phóng hai máy bay không người lái. Hành tung của hai máy bay không người lái này đã bị radar quân sự Israel phát hiện. Theo cuộc điều tra sơ bộ của quân đội Israel, hai chiếc máy bay không người lái tự sát kiểu Mossad của Hezbollah, tức loại Ababinti do Iran chế tạo, đã bay vào không phận Israel từ hướng biển, một chiếc đã bị bắn hạ gần bờ biển thành phố Haifa. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari thừa nhận rằng khi chiếc máy bay không người lái thứ hai tấn công căn cứ quân sự, còi báo động không kích đã không vang lên. Ông nói rằng IDF sẽ điều tra làm thế nào chiếc máy bay không người lái đột nhập và tấn công căn cứ mà hệ thống phòng không không kích hoạt báo động. Chúng ta cần phải được bảo vệ tốt hơn. Chúng tôi sẽ điều tra sự kiện này để rút ra bài học từ đó và cải thiện. Ông Hagari nói và cho biết thêm rằng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Israel đã phải đối mặt với các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Ông Hagari nhấn mạnh, IDF có toàn quyền hành động kiểm soát hoạt động đối với vụ việc này và kêu gọi công chúng không tung tin đồn khi sự thật vẫn chưa được xác minh rõ. Tờ Time of Israel chỉ ra rằng máy bay quân sự và trực thăng vũ trang của lực lượng không quân Israel đã cất cánh truy đuổi chiếc máy bay không người lái thứ hai, nhưng chiếc máy bay không người lái cuối cùng đã biến mất khỏi radar. Báo cáo phân tích rằng chiếc máy bay không người lái này có thể đã bay rất thấp trước khi mất dấu vết. Khi máy bay không người lái biến mất khỏi radar, hệ thống phòng không Israel thường xác định mục tiêu đã bị rơi hoặc bị đánh chặn nên không đưa ra cảnh báo không kích. Nguyên nhân có thể là do chiếc UAV bay ở độ cao thấp quá gần mặt đất và hệ thống báo động phòng không không được kích hoạt. Cuối cùng, chiếc máy bay không người lái đã lao trúng căng tin, căn cứ huấn luyện của lữ đoàn bộ binh Golani số 1, khiến nhiều binh sĩ Israel thương vong. Ngoài 4 người thiệt mạng, hầu hết số người còn lại đều bị thương do mảnh đạn và 7 người trong số đó đang trong tình trạng nghiêm trọng. Theo tin của đài truyền hình Beacon của Hezbollah, vụ tấn công này nhằm trả đũa các vụ tấn công của Israel, đặc biệt là vào thủ đô Beirut của Liban. Trước đó cùng ngày 13 tháng 10, quân đội Israel đã đưa ra một tuyên bố cho biết, tính đến 15 giờ chiều theo giờ địa phương, khoảng 115 vật thể được phóng lên của Hezbollah đã bay vào Israel từ Liban. Lầu Năm Góc đã công bố cuộc điện đàm giữa hai ông Austin và Gallant. Ông chủ Lầu Năm Góc bày tỏ lời chia buồn về việc các binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Ông Austin nhắc lại tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh cho lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban và lực lượng vũ trang của chính phủ Liban, cần chuyển từ hoạt động quân sự của Liban sang ngoại giao càng sớm càng tốt, đồng thời giải quyết các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng ở dải Gaza. Ông cũng tái khẳng định cam kết vững chắc lâu dài và kiên định của Mỹ đối với an ninh của Israel. Tờ Time of Israel chỉ ra rằng máy bay không người lái tự sát Mossad mà Hezbollah sử dụng để tấn công đêm ngày 13 tháng 10 là mẫu máy bay không người lái tự sát của chính Hezbollah. Tổ chức tư vấn Alma Research và Education Center của Israel cho biết loại máy bay không người lái này có tầm tấn công 120 km, tốc độ tối đa 370 km/h, có thể mang 40 kg chất nổ và có thể bay ở tốc độ tối đa 3.000 m. CNN bình luận, hệ thống phòng không của Israel thường khá đáng tin cậy. Tuy nhiên, còi báo động không vang lên khi máy bay không người lái thứ hai tấn công, khiến người ta thắc mắc làm thế nào mà máy bay không người lái của Hezbollah xâm nhập vào lãnh thổ Israel mà lại không bị phát hiện. Thưa quý vị, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại khi cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Thaad cho Israel. Theo AP, cần khoảng 100 người để vận hành được Thaad và đích thân quân nhân Mỹ sẽ điều khiển khi hệ thống phòng thủ tên lửa chuyển tới Israel. Các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ cho rằng điều này sẽ khiến quân đội Mỹ có thêm áp lực mới ở Trung Đông, bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường thủy thương mại trên Biển Đỏ. Sức ép về nhu cầu sử dụng Thaad cũng tăng lên
vì Mỹ đang triển khai hệ thống này ở cuộc chiến ở Ukraine. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Woolbert cho biết, lực lượng phòng không và pháo binh liên tục phải giữ kỷ luật để có thể đáp ứng những nhiệm vụ được giao ở tần suất dày đặc. Bà Woolbert chia sẻ thêm, họ đang nỗ lực cung cấp thêm những thông tin chính xác nhất về tình hình lực lượng cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin với hy vọng được xem xét để giảm bớt gánh nặng. Trong ngày 13 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ triển khai thêm hệ thống Tahat cùng nhiều binh sĩ tại Israel nhằm bảo vệ đồng minh trước các cuộc tấn công của các thế lực thù địch và là lần đầu tiên xuất hiện ở Israel sau 5 năm. Trước đó, Tahat từng ở Israel để phục vụ cho một cuộc tập trận giữa Mỹ và Israel vào năm 2019. Nhiều quan chức Mỹ cho hay, hệ thống Tahat sẽ được vận chuyển từ một địa điểm ở Mỹ và phải mất nhiều ngày mới tới được Israel. Động thái này dấy lên sự lo ngại về sự suy giảm khả năng phòng thủ quốc gia của Mỹ. Quyết định viện trợ Tahat đưa ra trong khi Israel được cho là đang lên kế hoạch trả đũa cuộc tấn công bằng hàng trăm quả tên lửa của Iran hồi đầu tháng 10. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục kêu gọi Israel phải giữ bình tĩnh và phản đối những cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân hay nơi cung cấp năng lượng ở Iran. Các chuyên gia nhận định, sức phòng thủ của Israel sẽ gia tăng đáng kể sau khi có Tahat, vốn nước này đã có hệ thống phòng thủ Iron Dome vòm sắt đáng gờm do Mỹ cung cấp. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm quân đội và hệ thống phòng thủ tên lửa đến Israel khi chưa diễn tập trước. Các chuyên gia cho rằng đây là động thái bất thường. Trước đó, Tổng thống Joe Biden từng kêu gọi Israel phải giữ bình tĩnh và phản đối các cuộc tấn công vào những mục tiêu hạt nhân cũng như các cơ sở cung cấp năng lượng ở Iran để tránh cuộc chiến lan rộng ra khắp Trung Đông. Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu xét về khả năng quân sự của Israel, việc Mỹ triển khai quân đội đến Israel mà không có tập trước là rất hiếm. Tuy nhiên, quân đội Mỹ giúp Israel chống trả nhiều tàu chiến cùng hàng loạt máy bay tiêm kích từ những thế lực thù địch trong nhiều tháng gần đây. Tahat được biết đến là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Mỹ. Sức phòng thủ của Israel vốn đã đáng gờm nhờ hệ thống Iron Dome vòm sắt hứa hẹn sẽ được củng cố đáng kể sau khi bổ sung Tahat. Hệ thống Tahat được trang bị 8 bệ phóng gắn trên xe tải, mỗi bệ phóng chứa 8 tên lửa và có radar hiện đại, cần ít nhất 100 người để vận hành Tahat. Mặc dù Mỹ chưa thông báo cách thức triển khai Tahat, nhưng Iran ngay lập tức cảnh báo tính mạng của quân dân Mỹ sẽ gặp nguy hiểm nếu họ trực tiếp vận hành Tahat tại Israel. Mỹ đã chi hơn 22 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến ở dải Gaza bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, trong đó có khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho quân đội Israel và số còn lại được sử dụng cho những cuộc chiến của Mỹ với Houthi trên Biển Đỏ. Hiện tại, Mỹ có khoảng 43.000 binh sĩ cùng hàng loạt tàu chiến, máy bay chiến đấu và tàu sân bay ở Trung Đông nhằm bảo vệ đồng minh Israel cùng tuyến đường thủy thương mại quốc tế trên Biển Đỏ. Theo hãng tin AFP, Iran cho biết hiện tại nước này không thể có cơ sở cho các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua Oman do căng thẳng đang lan rộng ở Trung Đông. Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Muscat của ông Oman, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi đã nêu rõ Oman đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Tehran và Washington, được gọi là tiến trình Muscat. Hiện tại, tiến trình Muscat đã bị dừng lại do các điều kiện cụ thể của khu vực. Chúng tôi không thấy cơ sở cho các cuộc đàm phán này cho đến khi cuộc khủng hoảng hiện tại được giải quyết. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định có nên tiếp tục đàm phán hay không và tiếp tục dưới hình thức nào, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết. Mỹ chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về tuyên bố của ông Arachi. Iran đã bắn 200 tên lửa vào Israel ngày 1 tháng 10 trong một hành động trả đũa cho vụ giết hại các nhà lãnh đạo phong trào liên kết với Tehran trong khu vực và một vị tướng trong lực lượng vệ binh Hồi giáo cách mạng Iran. Vào tháng 6, Tehran đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington, mặc dù hai nước không có quan hệ ngoại giao. Trang web tin tức Axios của Mỹ đã đưa tin vào thời điểm đó rằng các quan chức Iran và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman về cách tránh các cuộc tấn công khu vực leo thang. Bộ trưởng Iran đã đến quốc gia vùng vịnh này vào sáng sớm 14 tháng 10 và đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Oman, Baad bin Hamad al-Busaidi, sau chuyến thăm Iraq trước đó một ngày. Các cuộc đàm phán giữa hai nhà ngoại giao đã đề cập đến những diễn biến mới nhất trong khu vực trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Gaza và Liban. Căng thẳng tại Trung Đông đã leo thang do cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, khiến gần 42.300 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sau cuộc tấn công của Hamas vào năm ngoái. Các cuộc xung đột đã lan rộng sang Liban khi Israel tiến hành các cuộc tấn công chết người trên khắp đất nước,
khiến hơn 1.488 người thiệt mạng và gần 4.300 người khác bị thương kể từ ngày 23 tháng 9. Ngày 14 tháng 10, Anh và Liên minh châu Âu EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức Iran sau cuộc tấn công của Tehran vào Israel ngày 1 tháng 10. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh cho biết, các lệnh trừng phạt nhắm vào các nhân vật cấp cao trong quân đội, không quân và tổ chức của Iran có liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong danh sách trừng phạt có ông Adorahim Mousavi, Tổng tư lệnh Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran, Cục thiết kế hệ thống đẩy Fazal Negan và Cơ quan Vũ trụ Iran. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh David Lammy cáo buộc, bất chấp những lời cảnh báo liên tục, các hành động nguy hiểm của Iran và lực lượng ủy nhiệm của nước này đang thúc đẩy sự leo thang hơn nữa ở Trung Đông. Trong cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel, chúng tôi buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, trong danh sách trên cũng có hãng hàng không Sahar Airlines và Matan Air. Thứ trưởng Quốc phòng Seyed Majed Galandari, quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRG và các giám đốc điều hành của công ty sản xuất máy bay IAMI và của Tổ chức Công nghiệp Vũ trụ. Lệnh trừng phạt cũng bao gồm quyết định đóng băng tài sản và cấm đi lại tại EU.